Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Trong một bài dạy gần đây thì tôi có đề cập vấn đề: nếu bạn muốn làm một doanh nghiệp thì bước đầu tiên là bạn phải học luật. Tại sao? Thì một bạn mới nói rằng là chúng ta phải biết luật để làm theo pháp luật. Tôi mới nói đó là tư tưởng của người mãi nghèo giống tôi nè. Cái bạn ngạc nhiên, tôi mới nói chúng ta học luật là để lách luật. Các bạn nói à, vậy thì em biết như thế nào rồi. Tôi nói em biết cái gì? Em có biết rằng là những người mà lách luật thành công, có nghĩa rằng là cho dù giống như câu chuyện mà tôi nói, ông Donald Trump ông lách thuế, nhưng mà ông trốn thuế nhưng mà không ai bắt được ông. Đó. Tại vì các bạn biết rằng là đó thách thức nhau. Anh có giỏi thì anh tìm ra, nếu mà tôi có sai thì anh tìm ra anh bắt tôi đi. Vậy chứng tỏ rằng là khi mà tôi cần một người kế toán, thì một cái người kế toán giỏi không phải là cái người chỉ biết rằng là nhập số liệu, mà là người biết bùa cái chi phí. Đó là kế toán giỏi. Khi tôi cần một cái người về chuyên gia phân tích dữ liệu, tôi không phải rằng là tôi muốn anh cho tôi biết cái thông tin về cái doanh nghiệp tôi không, mà là một người giỏi, anh phải che giấu bớt đi cái sự thật nào đó. Đó. Thế thì các bạn thấy rằng là trong doanh nghiệp, những cái người mà cố vấn cho các bạn để các bạn có thể lách được luật, những người đó chính là những chuyên gia. Những chuyên gia thật sự. Đó là lý do mà tại sao cái đội ngũ cố vấn của ông Donald Trump, ông ta lách thuế, trốn thuế thành công. Người ta biết nhưng người ta không làm gì được. Còn ở Việt Nam, tôi mới nói với bạn này, nếu như mà em nghĩ em lách luật và cái đội ngũ của em không tới cái trình độ đó, mà em tin vào nó là nó giúp em lách vào tù luôn đó. Các bạn nói, ấy chà. Thì bạn mới hỏi ngược lại tôi, vậy tại sao thầy không lách luật? Thầy phải có tiền rồi sau đó thầy mới làm được những cái mà mình muốn. Thì tôi mới trả lời vậy. Em phải biết ở bên Mỹ, nó giống như là cái con đường giao thông vậy đó. Người ta đã có làn đường và người ta có khoảng cách ổn định. Thì em là cái thằng đi ẩu trên cái con đường đó, thì em sẽ lách qua được. Nhưng ở một cái xứ mà nó giao thông bát nháo, đó, em không biết là có thằng nào chạy ẩu giống em không. Nhiều khi em vừa mới chọt qua cái làn khác là thằng chạy ẩu nó nhào tới. Rồi xong, tai nạn. Vậy thì lách luật ở những cái nước mà nó có hệ thống bền vững, một cái hệ thống và một cái cơ cấu rõ ràng, nó sẽ khác. Còn lách luật ở một cái khu vực mà nó đã bát nháo, thì cái này là kéo nhau chết chùm. Các bạn nói ồ. Đó là lý do mà đối với ở Việt Nam mình, có những người họ tưởng họ tài giỏi, nhưng thật ra là tôi thấy chỉ là kéo nhau chết chùm mà thôi. Chẳng hạn, các bạn biết ngày hôm nay tôi quay cái video này vào thứ sáu để sáng hôm sau thứ bảy là tôi phát. Mà các bạn biết là tối thứ năm tôi phải làm việc liên tục. Và hôm đó tôi phải làm cái báo cáo cho trung tâm. Tôi làm tới 12 giờ hơn gần 1 giờ. Là vừa làm vừa buồn ngủ. Sau đó rằng là mình nghĩ mình chưa tập cái bài của ngày hôm nay. Thế là tôi lên phòng tập. Lên phòng tập là lúc đó tập xong là khoảng 2 giờ sáng. Rồi 5 giờ rưỡi sáng là tôi phải về lại Sài Gòn. Tại vì 7 giờ 45 là có 4 tiết dự giờ tới tận 11 giờ. Thì khi mà quay về là thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là 7 giờ. 7 giờ hơn chút xíu. Thay đồ ra rồi sau đó là đi dự giờ. Xuyên suốt tới 11 giờ. Rồi sau đó rằng là hên sau cái ca 11 giờ con ca nghỉ. Chính vậy 11 giờ rưỡi tôi phải dậy tiếp. Dậy xong rồi là xuyên suốt luôn là tới 3 giờ rưỡi. Là tôi có hẹn đi phỏng vấn. Đó lúc 5 giờ.
Thế là phỏng vấn là hai bạn, một nước ngoài, một Việt Nam. Vừa phỏng vấn xong là lại lên xe, tiếp tục là về Đồng Nai. Đó, đi Long Thành. Rồi sau đó 8 giờ là có một cái lịch mà hẹn để tư vấn cho một bạn học viên khác. 9 giờ lại có một cái lịch dạy, 9 10 giờ đều có lịch dạy. Thì các bạn thấy rằng là tới bây giờ tôi vẫn ngồi đây để làm video này cho các bạn. Nhưng mà thật ra là tôi đã chạy xuyên suốt là mấy ngày nay tôi cứ ngủ ít. Rồi bây giờ làm video này xong tôi vẫn sẽ xuống tập. Tại vì ngày hôm nay tôi chưa tập gì hết. Đó. Rồi sáng mai có thể là sáng mai thì được nghỉ. Cho nên xuống sớm ngày hôm nay để là sáng thứ bảy mình có cái thời gian mình thư giãn, mình lấy lại sức. Thế thì trong cái quá trình mà các bạn thấy tôi làm việc tới bây giờ, các bạn nhìn ra được cái nét mà mệt mỏi hay không? Tôi có phải rằng là ngồi nói chuyện chán đời rồi là hụt hơi hay không? Thì khi mà những bạn giáo viên trẻ mà bây giờ ở trong đội ngũ thì thiệt sự ra có những bạn tôi mới nói tụi em là được chọn lọc ra trong hàng chục bộ hồ sơ mà gửi đến. Và sau khi phỏng vấn là tôi đã tin vào năng lực của các em. Có một cái vấn đề, đó là năng lực và cái khả năng đứng lớp của tụi em nó sẽ khác nhau. Có bạn rằng là cái chất giọng rất tốt, nhưng khi bạn đứng vào lớp bạn lại không có thể hiện, có một số cái lỗi là chỉnh về tác phong và cách xưng hô mà tôi nghĩ rằng là không có ai hướng dẫn cho bạn. Rồi có những bạn khác là đúng chuyên ngành, các bạn được làm trong một môi trường mà mô phạm, chính vì vậy mà cái không khí của các bạn nó tạo ra nó rất là trầm. Thì có một cái cô này là một cái đồng nghiệp ở trung tâm cũ thôi. Thì cô này là giáo viên cũng lâu năm rồi. Quả thật khi mà vừa mới lên demo, cái chất giọng là rõ ràng là của giáo viên nội lực. Chất giọng to, khỏe. Khả năng mà cuốn tiết tấu lớp rất tốt. Đó. Thì cái cô này cũng mới nói rằng là bây giờ em phải chịu khó tại vì em mới bỏ chồng cũ rồi. Bây giờ một mình nuôi con cho nên em phải ráng. Cách đây mấy năm tôi nhìn cổ vẫn chưa có gì mà nổi trội. Thì tại sao bây giờ cô lại là một cái người cho tôi thấy một cái nguồn năng lượng, một cái sự mà cuốn hút. Đó là bởi vì cô có cái động lực để nuôi con. Vậy thì cái người giỏi mà theo bản thân tôi á, từ đó tới giờ, tôi vẫn nói rằng là cái người giỏi họ có một cái mục đích sống không phải vì bản thân mình, mà họ xây dựng vì cái gia đình của họ. Thì những người này là họ có một cái sức bật, một cái sự sáng tạo, một cái sức bền mà phi thường. Phải nói là phi thường. Giống bản thân tôi cũng vậy. Lúc mà tôi làm xa nhà, có những lúc tôi mệt lắm. Thì khuya đó tôi mới nhắn với vợ. Vợ tôi ở nhà. Đây. Cho các bạn coi. Cái tin nhắn mà tôi lấy làm động lực. Đây. Có những lúc anh không chắc là mình làm gì, nhưng nghĩ lại anh có thứ để không được bỏ cuộc. Vợ tôi mới nói anh mệt quá cũng không nghĩ được gì. Tôi gửi tấm hình. Đó là cái mà giúp cho tôi những lúc mà tôi sợ thất bại. Những lúc mà thậm chí tôi cũng mất cái lòng tin vào bản thân mình. Thì những lúc này tôi phải nghĩ tới cái điều mà tôi đang phấn đấu. Để mà tôi phải vững tin trở lại. Thì đối với những bạn trẻ sau này trong đội ngũ này, tôi nói rằng là những bạn nào chưa đủ kinh nghiệm, tôi sẽ bồi đắp cho các bạn. Đó. Còn những bạn nào lực đã mạnh rồi, để làm gì? Để có thể rằng là tôi không không lúc nào tôi cũng phải ở một nơi, thì tôi sẽ là đưa những người mà tôi tin tưởng vào những vị trí mà tôi biết họ có thể tự làm. Đó.
Thì chính vì vậy mà bây giờ là đang chuẩn bị cho cơ sở 2. Công việc rất là nhiều. Bản thân tôi không cho phép bằng là mình nghỉ ngơi nhiều. Đó. Còn phải là đặt bao nhiêu thứ nào là bảng hiệu nè. Đó. Mấy bữa nay rằng là lo tổ chức về nhân sự. À bây giờ thì đủ nhân sự rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị nha cho cái phần tiếp theo. Thì thử hỏi khi mà mình cảm thấy rằng là mình làm quá trời việc nhưng mà mình vẫn có được cái nguồn năng lượng của mình, và khi mà mình tiếp xúc với những người khác họ không nhận ra được cái sự mệt mỏi, thật sự ra lúc này mà nằm xuống là ngủ ngay. Những ai mà đã từng trải qua thì sẽ hiểu cái những cái lời tôi đang nói. Thế thì ở ngoài nó vẫn có những người họ tưởng họ giỏi, đó là vì họ may mắn, họ may mắn họ có những cái hơn người. Ví dụ có những người có tố chất thật sự nha, có tố chất thật sự của người giỏi, chẳng hạn như là trí nhớ nè, khả năng mà nhận biết hiểu biết nhanh nè, nha, và thậm chí rằng là giàu có cũng vậy. Tất cả những cái đặc điểm đó là một phần may mắn bởi vì ông trời đã trao cho các bạn. Cái người mà đẻ ra có trí nhớ lâu, cái người đẻ ra có cái sự mà học hỏi nhanh, đó là cái tố chất và năng khiếu mà ông trời ông trao, đó là sự may mắn. Thế nhưng mà các bạn nghĩ rằng là họ là những người mà thành công chưa chắc. Thật sự họ không có một thành tựu gì. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Tại vì có những người các bạn sẽ thấy họ có những cái điều kiện mà xuất chúng. Họ thông minh, các bạn phải thừa nhận. Họ giàu có thì đúng. Nhưng họ lại không có một cái thành tựu gì nổi trội cả đời. Bởi vì một điều duy nhất, họ không bao giờ dám làm gì một mình. Không bao giờ dám làm gì một mình. Đó. Tại vì những người này họ biết rằng là họ làm một mình. Họ làm không xuể. Họ không có năng lực về tổ chức. Đó. Nhưng mà do là họ có một số cái đặc điểm hơn người, cho nên khi mà nếu mà trong cuộc đời họ may mắn họ lại gặp được những người giỏi thật sự, mà những người đó lại khiêm nhường, thì những người mà khiêm nhường sẽ làm cho những cái người tưởng giỏi đó đó, tưởng thành công đó đó, họ ngồi chung mâm. Và khi họ ngồi chung mâm mà người kia khách sáo với họ, họ lại nghĩ rằng là à nó giỏi, nó có thành tựu trong xã hội. Mình không có thành tựu nhưng mình biết mình giỏi mà nó phải nể mình, vậy là mình còn giỏi hơn nó. Có những người họ nghĩ như vậy, cho nên khi những người có thành tựu khiêm nhường với họ thì họ lại cảm giác họ còn cao siêu nữa đó. Thế thì các bạn là những người cũng chưa có thành tựu, các bạn cũng là những người giỏi, có tố chất giỏi nhưng các bạn chưa có thành tựu. Thì khi mà các bạn gặp những cái người này, họ sẽ so sánh bạn với những người thành công mà họ gặp. Và họ sẽ thấy rằng mày thấp kém. Mày chưa bằng ai. Đây nè, bạn bè tao, những người tao biết là người ta thành công, người ta làm người này người nọ trong xã hội. Còn mày có bằng ai đâu? À, tức là bản thân họ, họ sẽ so bạn với những người mà họ biết. Nhưng trong khi bản thân họ thì lại cũng giống như bạn, là chẳng có một cái thành tựu hay địa vị gì. À, và đó là những cái người biểu hiện của thất bại. Ngay cả khi mà họ có tiền, ngay cả khi mà họ có một chút gì đó công danh, họ vẫn là cái người thất bại. Tại vì đơn giản tôi nhắc lại, những người này không bao giờ dám làm gì một mình. Họ làm gì là cũng phải có người khác hỗ trợ. Họ đã quen như vậy từ nhỏ đến lớn. Giống như tôi nói các bạn, có kẻ gây dựng nên một sự nghiệp, nhưng mà thật sự trong đó là vợ phải gánh, nhà chồng, nhà vợ gì đó phải gánh chung, phải có những vị trí phải vô phụ. Còn cái người này giống như chạy vòng ngoài. Thì chính vậy họ tưởng đâu rằng là họ ăn nên làm ra. Thật
thật ra là do cái người nhà của họ đã làm hết những cái việc đó, những việc khác khác với tôi là tôi phải làm hết từ cái chuyện mà mua bán lên chọn vật dụng mọi thứ một mình làm đó. Thì ngày hôm nay tôi lại ngồi tôi nghĩ một điều, có những bạn mà tôi gặp, tôi thấy có những bạn trẻ thương lắm, nó phải đi làm từ sớm, mới mười mấy 20 tuổi là vừa học vừa làm. Ở trước nhà tôi có cho thuê một cái thằng bé mà bán cái xe bánh mì, chủ nó thuê nó là sinh viên mà nó siêng lắm, nó bán mà nó dễ thương cực kỳ. Thì lúc đó tôi nhìn là tại sao có những đứa mà nó giỏi mà nó ngoan quá vậy. Rồi hôm nay tôi đi ăn, tôi gặp một cái đám cũng thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ vô quán ngồi móc điện thoại ra chơi game. Tôi nói trong khi là có những bạn trẻ nó đang còn phải đi làm để kiếm tiền thì lại có những đứa nó lại rất nhàn hạ, nó ngồi nó chơi game với nhau. Nhưng mà tôi nhìn những đứa chơi game tôi lại nói rằng là đây mới là cái khoảng thời gian vô lo của tụi nó. Chứ còn bây giờ tụi nó lớn hơn nữa, tụi nó phải đi làm. Tụi nó không còn cái thời gian để mà ngồi với bạn bè. À đi học xong rồi qua quán ngồi chơi game tán dóc với nhau. Đây lại là cái khoảng thời gian đẹp nhất của tụi nó. Vậy thì cuối cùng, mình cảm thấy mình trách được không? Không. Mình cũng muốn con mình nó không cực khổ. Nó học xong nó được đi chơi với bạn bè để thư giãn. Mình cũng muốn con mình như vậy. Thì mình chê trách tụi nó làm sao được? Nhưng mà mình nhìn qua những cái đứa mà vất vả, mình vẫn thấy ngưỡng mộ nó giỏi. Mình lại muốn con mình cũng có cái ý chí giống tụi nó. Trời ơi sao mâu thuẫn quá. Cái lúc đó tôi lại nhìn vào bản thân mình. Làm sao để cho mà một cái đứa nó có cái điều kiện, nhưng cuối cùng rồi nó lại lăn xả ở ngoài đời. Nó có cái điều kiện để được nhàn hạ, nhưng mà nó lại chọn cái con đường lăn xả ngoài đời. Điều này mới khó đó. Cho nên thấy cái thằng bé mà nó phải lăn xả là bởi vì nó bắt buộc, gia đình nó không có điều kiện, còn những đứa có điều kiện lại không chịu lăn xả thì làm sao đây, làm sao cho nó bỏ cái biểu hiện của kẻ thất bại để nó hướng đến là cái kẻ thành công. Cái đó là cái điều mà tôi băn khoăn. Theo các bạn thì mình làm sao? Nếu các bạn lỡ một cái điều kiện là đầy đủ, các bạn được gia đình là chăm lo, liệu các bạn có muốn lăn xả ngoài đời để đứng một cái xe bánh mì lấy mười mấy ngàn một giờ, đứng từ sáng tới tối mới kiếm được có là 100-200 ngàn, tháng được vài triệu. Tôi hỏi các bạn, vài triệu đó gia đình cho các bạn được thì liệu các bạn có chịu cực được như vậy hay không? Người nào nói được, người đó thành công. À, cho nên bản thân tôi và cái cô giáo nội lực kia cũng vậy. Tôi biết rằng là tôi phải kiếm tiền như thế nào, làm như thế nào, vì ai? Còn bao nhiêu người ở ngoài xã hội kia, các bạn đang vì điều gì? Vì tiền. Tiền để làm gì? Để các bạn mua những cái mà mình thích. Tôi nói có những bạn có tiền lương đổi cái điện thoại trước, có tiền lương đổi cái xe trước, có tiền lương đổi cái laptop trước, chứ không phải rằng là có tiền lương để đổi một cái bộ đồ cho ba mẹ mình, có tiền lương để mà mua cái tivi mới cho ba mẹ mình. Tôi nói thật, tôi thấy ngay nè, trung tâm tôi nè, tôi mới nhận một cái đứa bé. Nó là cháu của cái cô mà tạp vụ, lương có mấy triệu bạc mà cô dám chích 1/3 cái tháng lương để mà đóng tiền cho cháu đi học. Thì lúc mà các bạn nhân viên báo tôi mới nói cô. Thì cô mới nói bây giờ ba mẹ nó, cô có đứa con gái, lấy chồng cũng lấy chồng không ra gì, để rồi chồng cũng lo ăn chơi, rồi sau đó đi cải tạo. Chồng đi cải tạo, vợ ở nhà tiếp tục cặp với lại một cái thằng giang hồ, rồi có con,
Rồi hai vợ chồng như vậy vay mượn mở ra một cái tiệm pizza gì đó. Nhưng có lờ đồng nào là dắt nhau đi chơi đồng đó. Mới vừa dắt nhau đi chơi xong rồi kêu rằng là không đóng tiền học cho con học. Để mà có thể tiết kiệm tiền cho đứa con mấy năm trời học ở một cái cô giáo trong tiểu học của nó, để rồi bây giờ nó điếc, gần như nó điếc đặt. Thế là lúc là cho qua trung tâm, nó không biết gì hết. Các bạn tin rằng là mấy ngày nay nó vô nó học cái bài đó, nó đang vô giữa chừng chương trình, cho nên tôi nói nó là bây giờ tôi vừa ôn đúng cái bài kiểm tra thì tôi vừa ôn cho các bạn, rồi tôi vừa nhắc lại cho nó. Riêng nó là tôi cho phép mở tài liệu để mà coi là nhớ được những cái từ. À, các bạn tin rằng là cho mở tài liệu mà không biết mở luôn không? Tài liệu có hướng dẫn mà không biết mở ra để làm. Cho copy mà không biết copy, là các bạn hiểu là nó nặng cỡ nào. Đó. Cho nên có những đứa bé mà tôi dạy mà tôi ức chế luôn á. Hả? Một cái thằng bé khác cũng vậy, gục mặt xuống, mới vừa phát tờ đề gục mặt. Con biết làm thầy ơi. Nó đau khổ như nó gục mặt, tôi nói ráng lên con. Ráng lên, tin vào bản thân mình đi. Mình tin bản thân mình làm được là tự nhiên cái lát nữa nó ra. Rồi gục mặt tiếp. Cái tôi thấy quải nó quá rồi. Tôi nói thôi được rồi, mở luôn tài liệu ra đi. Cho hai đứa mở đó. Thế là nó mở ra, mà các bạn biết nhìn nó cách nó lề mề, nó lấy từng từng tờ ra nó coi. Tôi nói mình đang kiểm tra bài 3, bài 4. Cái phần này nè, bài 3, phần này bài 4 nè. Các bạn biết nó ngồi nó móc từng tờ ra, mặt hờ hững. À. Rồi sau đó là tức quá, tôi thấy nó chậm chạp quá, tôi mới lấy luôn cái sắp tài liệu nó. Tôi chỉ nó, đây nè, tờ này tờ 3 nè, tờ này tờ 4 nè. Cái bắt đầu nó ngồi, nó lề mề coi. Nó coi xong rồi, cái nó nhìn vô tờ giấy làm bài. Cái mặt nó cũng đờ đẫn ra. Thiệt chứ tôi nhìn những cái đứa bé như thế này, tôi biết là cái đó là do là cái gọi là cái bẩm sinh của nó. Nhiều khi mình la nó mình cũng thấy mình áy náy lắm. Nhưng mà các bạn hiểu rằng là thiệt chứ nếu mà xung quanh các bạn mà những người như thế này, làm sao các bạn cảm thấy mà mình lên được. Đó. Vậy thì có tiền để mà ăn chơi chứ không có tiền để cho con mình mà đóng tiền đi học. Có người cũng vậy, qua tôi nói ở sao mà dạy mắt. Tôi nói ra ngoài trung tâm, cái nào mà trung tâm nào mà tôi đang dạy ha, tôi đang cộng tác ở đó, yêu cầu mà cho học với thầy Thiện đi để coi đóng bao nhiêu tiền. Đó, thì nó cứ việc qua đó hỏi đi, rồi sau đó quay lại. Vậy thì khi mà tôi có thể rằng là đào tạo cho những cái bạn giáo viên mà có được cả cái bằng cấp mà giỏi, mà những người khác học với tôi, ha, họ che mắt che rẻ, nhiều khi tôi chẳng muốn dạy. Tôi nói rằng là ngay cả các bạn nhân viên mà tôi nói, tôi chỉ tiếc là có những đứa mà tôi thấy nó được, có nghĩa rằng là tôi biết tôi đào tạo nó sẽ giỏi. Có một cái đứa bé cũng trong cái lớp đó đó, có con bé tôi chỉ nó học, nó về nhà nó cố gắng nó học, kiểm tra nó 9 điểm, nó 9 điểm nó ra nó nói mấy cái kia học dở mà không biết xấu hổ. Thằng anh của nó cũng đang học một mình, thằng anh của nó cũng y chang nó, học rất siêng về tụng, mới có mấy ngày học giao tiếp mà có thể đối đáp đó. Chất giọng cũng vậy, nó đọc đi đọc lại đến nỗi mà chất giọng của nó tốt luôn đó. Ảnh có một cái bớt ở trên mặt cho nên ảnh nói ảnh tự ti, nhưng mà cái năng lực của ảnh làm cho tôi rất rất là hài lòng. Thì những đứa mà như vậy khi mà mình dạy, mình thấy rằng là à, mình cho nó những cái mà mình đã đúc kết được và nó tìm ra được cái giá trị mà mình đúc kết, mình cảm thấy tự hào. Còn mình bỏ công bỏ sức mình đúc kết xong rồi mình cho những đứa mà nó không biết xài, à, nó không biết trân trọng, tự nhiên mình thấy nó vô bổ cực kỳ. Con người cũng vậy. Cho nên có những cái mà trong video các bạn sẽ tìm ra được. Các bạn ngồi, các bạn nghiền, các bạn ngẫm, rồi các bạn rút cho cái cuộc sống của mình. Nhưng cũng có những người,
bản thân họ là biểu hiện của kẻ thất bại như nãy tôi nói. Họ được may mắn, rồi họ tưởng đâu rằng là nhiều người đang rằng là khiêm nhường với họ, là họ dữ dằn. Rồi họ lại nghĩ rằng là, xin lỗi chứ, ông tạo cơm nói nhảm nói nhí, ông biết những thằng mà tôi quen nè, nó giữ ông, nó giám đốc công ty này, nó đi công ty kia, nó còn chưa lên nói chuyện với ông. Cái đó là chuyện của nó. Bản thân mấy người như thế nào thì mấy người phải tự soi. Đó. Tôi thích ông Elon Musk, ông nói cái câu người giàu là cái người phải là biết cách kiếm tiền. Cho nên một cái người mà nghèo bỗng như trúng số, đó vẫn là người nghèo có rất nhiều tiền. Đó. Còn những người mà có chí, có tài mà họ chưa thành công, đó là những người nghèo chưa giàu. Những người nghèo chưa giàu và những người nghèo có rất nhiều tiền. Thì trong xã hội tôi đã thấy rất nhiều người nghèo có rất nhiều tiền. Còn những người mà nghèo chưa giàu, những người đó các bạn nói chuyện sẽ thấy họ đều có những cái nét riêng, chứ không phải là ngáo đá, ngáo đời. Đó. Thì các bạn ở cái đẳng nào các bạn mới nhìn ra được người ta. Các bạn mới biết phân biệt được thằng nào là kẻ thất bại, thằng nào là cái kẻ mà nghèo chưa giàu, và người nào là cái kẻ mà nghèo mà có nhiều tiền. Còn không đủ đẳng cấp để phân biệt thì sẽ thấy những gì mà tôi nói bây giờ nó tào lao. Tại vì chỉ nhìn được những thằng như giám đốc này kia nó nói chuyện với mình mới nghe. Hay là những thằng mà có tiền nói chuyện mình mới nghe. Những thằng chạy xe sang nói chuyện mình mới nghe. Tại vì mình là cái loại cùi bắp. Cho nên mình nhìn vào những cái giá trị ở bên ngoài để mình chọn người mình nghe là mình là thứ cùi bắp mà mình không biết. Đó. Thì cái mục đích của video này tôi chia sẻ cho các bạn tới đây. Hy vọng các bạn vẫn tìm ra được những cái điều mà đáng quý cho cái cuộc sống của mình. Cảm ơn, hẹn gặp lại.